Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Theo chương trình thì chúng ta sẽ còn nhiều người phát biểu nữa, nhưng mà chúng tôi mời cô Bích Kiều phát biểu xong thì ta sẽ đốt nhang tưởng niệm cúng thiên sinh, và sau đó thì sẽ tiếp tục. Bây giờ cái người kế tiếp là cô Trần Thị Bích Kiều ở Vũng Tàu. Mời cô lên phát biểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy Đại Đức Thích Thệ Hải. Kính bạch các quý thầy tăng ni Phật tử đang có chùa tại mặt có mặt tại chùa Long Hương. Con tên Trần Thị Bích Kiều. Hôm nay là 10 tháng 3, con được sự cho phép của thầy cho con đến chia sẻ cái quá trình mà con ăn uống số 7 để hết bệnh. Lúc mà con tháng 7 năm 2015 thì con phát hiện mình bị ung thư vú. Thì lúc đó trong quá trình mà chạy chữa ở bệnh viện thì con thấy con chưa có biết đến cái phương pháp dưỡng sinh. Nhưng mà sau đó thì con cũng không điều trị mà con xin về. Rồi con một tháng sau thì con biết được phương pháp dưỡng sinh do một anh chỉ cho con đến đây. Thì đến gặp thầy Thệ Hải, Đại Đức Thích Thệ Hải thì đã cho con ăn gạo lứt muối mè, rồi áp nước gừng, dán cà khoai sọ. Rồi tối thì ăn bột sáng chay. Sau một tháng thì con cảm thấy sức khỏe của con rất là tiến triển rất là tốt. Nhưng mà tháng đầu tiên lúc mà ngày tháng tứ thế thứ ngày 11 thì con bị giống như là sư phụ thường nói là bị sổ độc, nên con có một cái lúc mà con bị dần dặt sức khỏe rất là đau đớn, rất là hoảng hoại. Đến 3-4 ngày sau thì con mới lấy lại sức khỏe bình thường. Rồi qua ngày tháng thứ hai thì con đến gặp sư phụ, thì sư phụ có nói con là con ăn uống như thế nào, thì con cũng nói là con ăn uống cũng ăn gạo lứt muối mè, con không ăn gì khác. Nhưng mà trong quá trình ăn tháng thứ nhất đến tháng thứ hai thì con ăn hơi bị sai, là con ăn hơi nhiều, nên sức khỏe của con thì có tốt nhưng mà cũng không có thuyên giảm. Đến khi tháng thứ ba thì con bắt được cái phương pháp mà một em ở ngay nhà ăn của mình đã hướng dẫn cho con rất là cặn kẽ, là ăn một muỗng cà phê với 15 phút. Thì ngay bắt đầu tháng thứ ba thì con ăn đúng một tháng thì sức khỏe của con hồi phục rất là nhiều. Đến hết tháng thứ ba thì con đến gặp thầy, thì Thệ Hải thầy hỏi con là giờ thấy làm sao rồi, con nói sức khỏe của con rất là ổn định, muốn hết bệnh rồi. Cái sư phụ mới nói con là kỳ sau đến đây thì nhớ đem cái kết quả của bệnh viện đến. Thì đúng ra là con ăn số cố gắng tới 4 tháng, nhưng mà hôm đó ngày lễ Phật hành đạo nên con chỉ có 20 ngày là con đem giấy của bệnh viện đến. Thì sư phụ nói cái chỉ số máu bây giờ rất là bình thường, không còn bị bệnh nữa. Thì con ăn đúng chính xác là một tháng 20 ngày là con hết bệnh. Thì con có cái chia sẻ với các quý Phật tử, các bệnh nhân ở đây là trong cái quá trình con ăn đúng là con ăn chỉ có một muỗng cà phê gạo lứt muối mè trong vòng 15 phút thì con đã hết bệnh rất là nhanh. Hôm nay con đến đây thì con muốn tỏ lòng tri ân của mình đến thầy Đại Đức Thích Thệ Hải đã cho con có cuộc sống này trở lại, đã sanh ra con lần thứ hai, một người cha thứ hai trong cuộc đời của con. Con cũng có đôi lời chia sẻ như vậy. Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ha ha ha,